Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng là một cuộc thi uy tín với quá trình hình thành và phát triển, thay đổi nội dung format ngày một hấp dẫn và thiết thực đáp ứng nhu cầu của nền điện ảnh nước nhà. Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép độc quyền hàng năm. Người có công và gây dựng nên lịch sử ngai vàng điện ảnh cũng là người đã đào tạo ra rất nhiều những ngôi sao cho công ty siêu nhân Việt, đạo diễn Cani Thanh Quỳnh. Ngoài sự cần cù, sáng tạo và đam mê, các em thật sự may mắn và hạnh phúc khi có một hội đồng ban giám khảo uy tín và quyền lực. Nhà giáo nhân dân, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Hà Quang Văn. Phù thủy điện ảnh truyền hình Việt Nam, đạo diễn Xuân Cường. Bà Hoàng biên kịch, giám đốc hãng phim Sena Phim Châu Thổ. Cùng những danh hiệu ngôi sao sáng giá của công ty xuất thân từ gương mặt sân khấu điện ảnh qua các mùa. Nữ hoàng điện ảnh Nalista Nguyễn. Nữ hoàng điện ảnh Michelle Dương Chi. Ngôi sao điện ảnh Khương Ngọc. Ngôi sao điện ảnh Quang Tuấn. Ngôi sao điện ảnh Minh Luân. Ngôi sao điện ảnh Thanh Duy. Ngai vàng điện ảnh Âu Thành Cát. Ngai vàng điện ảnh Kỳ Tần. Ngai vàng điện ảnh Âu Tần Quang. Ngôi sao điện ảnh Mã Hiểu Đông. Nam đế điện ảnh Song Duy. Nam đế điện ảnh Quang Hiền. Nam đế điện ảnh Âu Bách Nhãn. Hoa hậu điện ảnh Lã Thiên Cầm. Hoa hậu điện ảnh Đỗ Diệu Hương. Á hậu điện ảnh Kim Vân. Á vương điện ảnh Phước Nguyễn. Hoa hậu điện ảnh Seo La Trường. Nữ hoàng điện ảnh Cao Thủy Dương. Hoa hậu điện ảnh Phùng Nguyệt Anh. Ngôi sao điện ảnh Quách Cung Phong. Đây là những ngôi sao do công ty siêu nhân Việt tuyển chọn, đào tạo, quản lý độc quyền. Và ai sẽ là ngai vàng điện ảnh tiếp theo? Cuộc thi đã chính thức khởi động. Mọi thông tin vui lòng liên hệ với ban tổ chức. Trân trọng thông báo.